Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 64 nha. Xin mời khách hàng có thể xe xuống. Cái này nó ồn ghê á. 3, quay trở lại quầy dịch vụ để nghe thông báo tình trạng xe. Xin cảm ơn. Rồi, làm lại nha. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng Honda Giác Bình Dương, chi nhánh số 1. Nè, để mình chỉ đường cho tất cả mọi người nè. Đứng trên lầu nhìn xuống nè. À, hướng này là mình đi dòng xe An Phú nè mọi người ha. Đi dòng xe An Phú nè, đi thẳng xuống dưới đây đường ngay tới 50 nè. Mình sẽ gặp cửa hàng bên mình nè, cao 4-5 tầng chỗ này. À, à, mọi người thấy đẹp không? Khung cảnh quá đẹp luôn. Rồi, không nói xàm nữa. Thì hôm nay đã Tết rồi ha. Các bạn ăn Tết có vui không? Cũng như là nhớ phải bảo vệ bản thân mình, đừng có đi lung tung quá nhiều và hãy bịt khẩu trang nha. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật cho tất cả các bạn fan của Winner X về giá bán của nó ha. Để mình qua Tết mình sẽ mua một chiếc Winner X để mình đi chạy đi làm đi chơi ha. Đây, cửa hàng mình có rất là nhiều dòng xe Winner X luôn nha. Hiện tại đang có rất là nhiều luôn. Thì bây giờ mình sẽ quay cận cảnh những cái chiếc Winner X ở đây cho các bạn xem. Cũng như là báo giá luôn ha, báo giá luôn. Và có nhiều bạn hỏi mình là khoảng thời gian mà sau Tết thì có nên mua Winner X hay không. Thì hôm nay sẽ trả lời cho các bạn biết nha. Rồi đây, đầu tiên ha, phiên bản thể thao phanh thường trước nha các bạn. Màu xanh nè. Một lát ở phía trong kia còn rất là nhiều nha. Một lát mình quay xa cho các bạn. Đầu tiên màu xanh trước đi. Màu xanh là phiên bản thể thao phanh thường ha. Thì nó có mức giá hiện tại là 40.500.000 đồng. 40.500.000 đồng nha. Xe đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa có ra biển số và giấy tờ. Màu xanh. Bạn có thể cập nhật được ha. Rồi, tiếp theo ở đây. Đây, ở bên đây nè. Nè, tiếp theo đây ha. Camo, phiên bản camo màu đỏ nha. Ui trời, cái con này nó đẹp, nó đẹp gì đâu á. Mấy anh chị em phải nói là săn cái con này rất nhiều thời điểm lúc mà nó mới ra ha, nó mới ra phiên bản nè. Trời ơi, săn tìm màu đỏ camo, toàn là camo đỏ không. Đó, thì giá hiện tại của nó là 44.800.000 đồng nha. Gần sắp xỉ 45 triệu, 44.800.000 đồng. Cửa hàng mình có màu phiên bản camo cũ luôn và phiên bản camo mới luôn. Cái tem nó nè các bạn, nhìn nè. Quá thứ đẹp luôn ha. Đó. Con này mua về là chỉ có việc đi thôi, không cần phải lên màu tem, màu sơn gì hết trơn á ha. Đây, bên đây còn một camo xanh nữa nè. Mình qua dẫn các bạn xem. Đây. Đó, một cặp camo ha. Camo đỏ thì nó là bóng, còn camo xanh thì mặt nạ nó trước này là màu nhám. Tem bên hông cũng vậy thôi nhưng mà nó phối là màu xanh thôi. Đó, mình có thể cập nhật được ha. Đẹp chưa? Camo này nói là xuất sắc, quá xuất sắc luôn rồi. Đây. Nè, màu xanh nè, phiên bản thể thao bình thường nha. Hôm bữa có một bạn nhắn tin mình hỏi giá xe camo phanh thường là bao nhiêu. Phiên bản phanh thường á, nó chỉ có màu xanh, màu đỏ, màu đen thế này thôi. Còn tất cả những màu đen bằng đồng như thế này và màu camo thể thao ABS và HRC, tất cả đều là phanh ABS hết nha, không có phanh thường nha mọi người. Đây là màu đen vàng đồng ha. Đen vàng đồng này thì con này á, là bằng giá với camo luôn, là 44.800.000 đồng luôn ha, bằng giá với camo luôn. Nè, cho các bạn xem nè. Một cái lỗi. Đó. Dựng vô cái đường đi chỗ này các bạn. Dựng ngay cái đường đi ha. Dắt xe tới lui. Rồi đi tới đi lui, quẹt, kịch. Gãy luôn rồi. Nè. Thấy không? Nên là anh em á mua xe Winner X nên thay một cái xi nhan Spirit hay là xi nhan tổ ong hay là xi nhan nhỏ nhỏ chỗ này nè. Đó, để mình đi mình khỏi bị dạ quẹt, bị gãy ha. Uổng cái xi nhan chin của mình. Khi nào mình muốn bán xe hay là muốn như thế nào đó thì mình gắn cái xi nhan cũ này vào. Đó, nó vẫn còn nguyên vẹn để đừng có bị gãy xi nhan này mới đi thay nha. Gãy xi nhan này đi thay rồi cái không có cái xi nhan gãy xi nhan này cái đi thay là tốn tiền ha. Mình chơi xi nhan độ đi, rồi cái lúc mà mình muốn bán xe muốn gì đó thì mình gắn xi nhan zin vô mình bán xe. Thì chiêu mà xài xe của tôi là vậy đó mấy ông ơi. Xi nhan sao cũng vậy nè. Rồi 44.800 cho đen vàng đồng luôn nha. Rồi đi xuống dưới đây coi. Trên đây nhiều xe black quá.
Đây, phiên bản thể thao phanh thường, màu đen, đen bóng nha. Con này thì với lại con màu đỏ thì anh em săn khá là nhiều luôn. Nó hot hơn là con màu xanh. Thể thao phanh thường màu đen nha. Đó. Còn phía bên đây là con phiên bản thể thao phanh ABS ha, cũng là con mắc tiền nhất, có mức giá là 46.500.000 đồng. Đó, 46.500.000 đồng, tem rất là ok nha các bạn nè. Tem rất là đẹp luôn ha, màu sắc màu sơn này nọ. 44.500.000 ha, ở 46.500.000 ha. Rồi, bên đây, đây là con phiên bản đường đua HRC. Đường đua HRC thì nó có mức giá là 45.300.000 đồng. 45.300.000 đồng, nó rẻ hơn thằng thể thao ABS hồi nãy là khoảng 1 triệu đồng ha, 1.200.000 á. Đó, rồi, ở bên đây còn một con nữa là màu xanh mực cho phiên bản thể thao phanh thường. Vậy chi cửa hàng mình đang có con màu xanh mực này là thể thao phanh thường, màu đen bóng, màu xanh dương và màu đỏ ha, bốn màu. Thì anh em mà muốn mua màu nào thì có thể liên hệ trực tiếp với mình để kiểm tra hàng tồn kho trước khi mình đi mua xe, để tránh cái việc mình tới nơi mình không có hàng, mình không có xe mình mua thì mình hơi bị phiền phức ha. Đó, đây màu xanh mực đây. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó là 1.7 lít, nhưng mà tất cả các anh em đã đi chơi xe Winix á thì mức tiêu hao nhiên liệu anh em nói là khoảng từ 1.8 tới 2 lít, tùy vào những cung đường cách chạy của mỗi người thì nó nằm cao hơn là cái tên nhiên liệu này. Đó, nó không thể nào mình đạt được 1.7 lít hết. Và cái thời điểm hiện tại á, sau Tết Winix các bạn nên mua đi ha, nên mua Winix. Giá hiện tại của nó rất là tốt và nó giữ vững từ lúc Aceto 155 ra tới giờ ha, nó giữ vững giá rất là êm luôn, giữ vững luôn, nó không có trên lệch hay là xuống nữa, không có tăng cũng không xuống luôn, nên là giá đang cực kỳ giữ vững nên các bạn mua đi ha, giá hiện tại rất là tốt rồi hả. Thường thường Tết đó lúc nào á là giá xe nó cũng sẽ tăng cao hết á, nhưng mà Winix vẫn giữ vững cái giá bình thường cho các bạn luôn. Thời điểm mà trước Tết, ngay Tết và sau Tết giá nó vẫn giữ vững cho các bạn để các bạn sử dụng và sở hữu chiếc xe ha. Thì có thể nói được á là cái dòng xe Winix này á, cái nhựa của nó nha, không phải là mình làm bên Honda mà mình khen Winix, mình chơi những cái dòng xe khác, cái nhựa của thằng Winix á là bên Honda sử dụng nhựa là nhựa ABS luôn ha, nhựa cực kỳ xịn mà cứng cáp luôn. Ai mà nói Winix á ợp ẹp thì sai lầm ha. Các bạn đã sử dụng chiếc xe Winix chưa? Nếu mà đã sử dụng Winix rồi á thì các bạn sẽ thấy được cái độ cứng cáp của chiếc xe này ha. Dàn nhựa cực kỳ cứng, nhựa của nó nhựa ABS, nhựa nó xịn hơn cả thằng Aceto 155 VBA luôn đó. 155 VBA là không sử dụng nhựa ABS nha, nhưng mà thằng này sử dụng nhựa ABS. Đó, là các bạn có thể đối với một chiếc xe khoảng tầm 40 tới 46 triệu rưỡi. Đó, ra biển số nó phải nè. Trời ơi, nó nói hoài các bạn ơi. 4, 9, quay trở lại quầy dịch vụ để nghe thông báo tình trạng xe. Xin cảm ơn. Quay video mà con nhỏ nó nói hoài luôn á. Hả? Thì trong cái tầm giá từ 40 tới 46 triệu rưỡi. Nó ra biển số hồi nọ khoảng trên là khoảng 48 triệu gì đó ha, thì các bạn có thể sử dụng được một chiếc xe Taycan, động cơ mạnh mẽ, kiểu dáng thể thao, đi phượt đi xa này nọ kiểu rất là ok, đủ thỏa mãn cái niềm đam mê của mình. Đó, nên là ai chơi fan của Exeter thì và fan của Exeter, ai chơi fan của Winix là fan của Winix. Hai cái trường phái chơi xe nó khác nhau ha. Nên là anh em đừng có ném nhặt. Trời, mỗi lần mà mình khen Winix á, các bạn lại nói mình là fan của Honda. Sai lầm luôn. Mình cũng có chơi bay nó ha. Nếu mà mình fan Honda là lúc Vision mới ra mình cũng chơi Vision đó các bạn. Đó. Nhưng mà đối với mình á, tầm giá mày mình nghèo mà mình không có tiền á, nên là mình chơi tầm giá Winix thì được rồi, còn số tiền này còn dư thì mình độ xe lên thì nó rất là ok rồi, đẹp rồi ha. Đó, đối với mình, bản thân mình là như thế. Đây thì mình đã cập nhật xong cho tất cả các bạn về giá bán cũng như là một số ý kiến là có nên mua xe Winix ngay tại thời điểm hiện tại hay không, thì nên mua ha. Sau Tết các bạn cứ lên đây rồi các bạn mua đi. Rồi thì vấn đề trả góp á, thì con xe này các bạn trả trong vòng 10 triệu là lấy xe về được, 50% thì là cặp về gốc, đơn giản vậy thôi. Còn những bạn nào mà thích mua cái dòng xe này mà không cần trả trước á thì các bạn tới những cửa hàng tổng hợp đi, mua đi rồi biết ha, mua đi rồi mình sẽ biết. Nó lãi muốn xỉu luôn đó. Lãi cực kỳ cao, xỉu luôn đó. Rồi thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh Cua Vlog 61 nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo. Chúc các bạn có một buổi tối xem video thật là vui vẻ. Bye bye các bạn.